Ủa, có lắm. Ừ. mày né làm sao sao thưa Mày né thưa là quen. sao nó chỗ đó là nó gần chết rồi. Trời ơi. Mà chơi này Công còn nhận tỉnh mày. ngủ hơn. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ê, đi, mẹ mình bắn ngu thế. Coi chừng nha. Ý chà. Càng đứng gần nó càng dễ né, nó cứ nhảy mình chạy tới thôi, mình không cần phải vì gọi là tốc biến luôn á. Chết Rồi. thật. Hên vãi, cho men hay hên tẻ. Bắn hụt mù con mẹ nó mắt. Cái này phải phải chạy một chút xíu rồi mới xì ra thì nó mới mới né được cái đòn của nó. Cứ chỉ có xì không thì không không né được. À ngon rồi đó. À, bây giờ con này thì tuổi. Đệt tuổi. Mà trong những con game này đánh boss sướng á. Đánh mà đánh được nó mới sướng nhá, đúng không? Mấy game khác chơi dễ quá đúng không? Từ từ mới quen. Chẳng có ulti nè. Không phải nổi lắm. Có gì. Ê, để. Bỏ bỏ đi. Mẹ mù mắt tôi rồi. Không sao, chậm sẽ cố gắng. Anh chơi tới dòng Ai Cập. Trời ơi, quái thiệt. Yeah, boss. Được, đánh sướng chứ nhỉ. Phê chứ nhỉ.